28 ngày ứng dụng lòng biết ơn, ngày 17 tấm xét nhiệm màu. Trong vũ trụ nhiệm màu không có sự tình cờ, cũng chẳng có điều ngẫu nhiên. Bất cứ điều gì xảy ra cũng là do mong muốn của một ai đó. Tất cả những cảm xúc tiêu cực về tiền bạc sẽ càng đẩy tiền ra xa và giảm lượng tiền bạc đang có trong cuộc sống. Cứ mỗi khi bạn cảm thấy tồi tệ về tiền bạc thì tiền của bạn lại giảm đi một chút. Nếu bạn có những cảm xúc như ghen tị, thất vọng, lo lắng hay sợ hãi về tiền bạc, bạn không thể nhận thêm. Theo quy luật hấp dẫn, những thứ giống nhau sẽ hút nhau. Vậy nên, nếu thất vọng vì không đủ tiền, bạn sẽ thu hút thêm nhiều tình huống khiến bạn thất vọng vì không đủ tiền. Nếu lo lắng về tiền bạc, bạn sẽ nhận thêm nhiều tình huống khiến cho bạn lo lắng về tiền bạc. Nếu sợ hãi vì thiếu tiền, bạn sẽ nhận được nhiều tình huống khiến cho mình sợ hãi vì thiếu tiền. Đôi khi bạn phải lờ đi tình trạng thiếu tiền hiện tại. Bạn vốn đã thực thi lòng biết ơn, vì có như vậy bạn mới đã và đang nhận được tiền như hiện tại. Vậy nên trước khi sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn để có được số tiền mà mình mong muốn, bạn cần hiểu được những cách thức mà tiền và sự giàu có tìm đến với bạn. Bởi vì nếu bạn không biết ơn mỗi khi bạn nhận được tiền, bạn sẽ ngăn chặn dòng chảy tiền bạc đến với mình. Tiền bạc có thể đến với bạn thông qua việc bạn nhận được những tấm xét đột xuất, được tăng lương, trúng xổ số, được hoàn thuế hoặc là một món quà bất ngờ. Tiền của bạn cũng sẽ gia tăng lên khi người nào đó, người bạn mời cà phê, bữa trưa, bữa tối hay là khi bạn chuẩn bị bỏ tiền ra mua chúng. Đó có thể là mua hàng giảm giá, hoàn tiền, được tặng một món đồ. Kết quả với mỗi tình huống là đều giúp cho bạn có nhiều tiền hơn. Vậy nên hãy hỏi chính mình, tình huống này có khiến cho tôi có nhiều tiền hơn không? Nếu câu trả lời là có thì bạn cần phải cảm thấy biết ơn đối với khoản tiền mà mình nhận được thông qua tình huống ấy. Thực thi phương pháp nhiệm màu ngày số 17, tấm xét nhiệm màu. 1. Cảm thấy mình thật hạnh phúc. Viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc. Viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn và đọc lại danh sách với mỗi điều hạnh phúc. Hãy nói từ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. 2. Hãy điền vào tấm xét nhiệm màu số tiền mà bạn mong muốn nhận được cùng với tên của bạn và ngày tháng. 3. Cầm tấm xét nhiệm màu trong tay và tưởng tượng ra việc dùng số tiền để mua hoặc là làm thứ bạn muốn. Hãy cảm nhận niềm vui và lòng biết ơn như thể bạn đã có được nó rồi. 4. Hôm nay hãy đem tấm xét nhiệm màu hoặc để nơi mình thường xuyên nhìn thấy, và ít nhất 2 lần trong ngày hãy cầm tấm xét trên tay và hình dung bản thân đang dùng số tiền này để làm những điều mà mình mong muốn. Cảm nhận như lòng biết ơn như thể là bạn đã thực sự có được chúng rồi. 5. Cuối ngày hôm nay hãy để tấm xét nhiệm màu ở vị trí bạn có thể dễ nhìn thấy hàng ngày. Khi nhận được số tiền mà bạn đã viết trên tấm xét nhiệm màu hoặc là nhận được những thứ bạn muốn dùng số tiền ấy để mua. 5. Cuối ngày hôm nay hãy để tấm xét nhiệm màu này ở vị trí bạn có thể nhìn thấy hàng ngày. Khi nhận được số tiền đã viết trên tấm xét nhiệm màu hoặc là nhận được thứ bạn muốn dùng số tiền ấy để mua, hãy viết lại một số tiền khác dùng để có được một thứ khác bạn muốn lên tấm xét, và lặp lại các bước từ bước 2 cho đến bước 4. 6. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Hãy follow kênh của Thảo để cùng thực thi phương pháp nhiệm màu ngày tiếp theo nhé. Chúc các bạn thành công!